Thưa quý vị, thời gian này rất nhiều người dân và du khách đã đến cánh đồng hoa hướng dương rộng hàng chục hecta ở xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An để tham quan chụp ảnh. Tại đây, hàng triệu bông hoa hướng dương cùng khoe sắc tạo nên một cảnh sắc vàng rực như bức tranh khổng lồ trải dài, nổi bật giữa đồi núi xanh trùng điệp. Cánh đồng hoa hướng dương này của một công ty sữa trồng cách đường Hồ Chí Minh khoảng 1 km với diện tích khoảng 30 ha. Cánh đồng trồng hoa hướng dương dùng để làm nguyên liệu sản xuất, chăn nuôi và được mở cửa tự do cho khách tham quan. Năm nay thời tiết khá thuận lợi, hoa nở đúng dịp Tết dương lịch nên cánh đồng hoa hướng dương này được nhiều du khách lựa chọn làm nơi lưu lại những khoảnh khắc đẹp. Để thuận tiện cho du khách ngắm hoa, công ty đã xây dựng hành lang an toàn bảo vệ hoa. Năm nay, hoa được gieo một lần, dự kiến thời gian cánh đồng hoa nở rộ kéo dài đến hết tháng 1 năm 2023.